cả nhà thấy không, đây 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 đang chó thui nè, thấy không? Ai nói bên Mỹ không có thịt chó? Chó đang thui nè đó. Chó thui đấy, đang thui con đót nha. Đót này khoảng mấy ký ạ, khoảng cỡ 10 ký ạ. Nghe không, đót ngon không? Đót nha, đót nha. Đó, đang thui đó, thấy không? Này ăn mừng như là Biden thắng tổng thống nên phải làm đót ăn không? Đó, thấy không? Thấy đót không? Đấy. Rồi thôi nha.